Xin chào các bạn, và bây giờ mình sẽ làm tiếp cái phần tóc của mình đây nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ kéo tiếp nha. Kéo khi đến khi nào mà nó tóc nó bóng đó các bạn. Tóc nó bóng lên là ok ha. Cộng tóc nó bóng đó. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ tiếp cái phần tiếp theo xuống nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ một cái phần tiếp theo xuống để mình lượt tiếp nha. Mình sẽ lấy cái này bỏ lên cho gọn gàng. Ok, và mình có một miếng nữa rồi ha. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục. Đó, này ha, mình sẽ kéo từ trên xuống dưới nha các bạn. Đó. Đó. Nắm xuống, kéo từ từ thôi. Đó. Kéo đường này cho cụm tóc nó bóng ra ha. Okay.